Cô chào các em. Hôm nay cô sẽ giới thiệu đến với các em tiết học trong chương trình lớp 4 môn khoa học. Các em chuẩn bị sách giáo khoa khoa học và cùng cô tìm hiểu nhé. Các em biết không, hàng ngày tai của chúng ta nghe được rất nhiều âm thanh trong cuộc sống. Những âm thanh ấy được phát ra từ đâu? Làm thế nào để chúng ta có thể làm cho vật phát ra âm thanh? Các em cùng cô học bài học ngày hôm nay nhé. Bài 41, âm thanh. Bây giờ, cô mời các em cùng cô vào hoạt động thứ nhất, tìm hiểu các âm thanh xung quanh. Đầu tiên, cô mời các em hãy quan sát hình trên và cho cô biết em có thể nghe thấy âm thanh phát ra từ đâu? Chúng ta cùng theo dõi nhé! À, các em quan sát trên và có thể nghe được âm thanh phát ra từ tiếng động cơ xe máy, tiếng động cơ xe ô tô, tiếng cười nói của con người, tiếng chim hót và tiếng động vật kêu xung quanh ta. Vậy những âm thanh ấy cô có thể chia thành 4 nhóm như sau. Nhóm thứ nhất, những âm thanh do con người tạo ra. Nhóm thứ hai, những âm thanh do con vật tạo ra. Và nhóm thứ ba, những âm thanh có trong tự nhiên. Nhóm cuối cùng là những âm thanh do đồ vật tạo ra dưới sự điều khiển của con người. Bây giờ các em thử suy nghĩ và tìm với cô nhé. Cô mời các em theo dõi đáp án có giống của cô không nhé. Nhóm thứ nhất, những âm thanh do con người gây ra. Đó là tiếng nói cười, tiếng hát, tiếng khóc của trẻ em, tiếng động cơ. Những âm thanh do con vật tạo ra. Đó là tiếng dế kêu, tiếng chó sủa, tiếng gà gáy, tiếng côn trùng kêu. Những âm thanh có trong tự nhiên, ví dụ như tiếng gió thổi, tiếng mưa, tiếng sấm sét. Và những âm thanh do đồ vật tạo ra dưới sự điều khiển của con người, đó là tiếng trống, tiếng kèn, tiếng đàn. Qua đây, chúng ta có thể thấy rằng có rất nhiều âm thanh xung quanh chúng ta. Đó là âm thanh có trong tự nhiên, âm thanh do con người tạo ra, âm thanh do con vật tạo ra và âm thanh do đồ vật tạo ra dưới sự điều khiển của con người. Các bạn vừa nghe cô thống kê lại những âm thanh có trong cuộc sống của chúng ta. Từ đây cô có kết luận sau. Xung quanh chúng ta có rất nhiều âm thanh. Hằng ngày, hàng giờ, tai ta nghe được những âm thanh đó. Vậy làm thế nào để một số vật phát ra âm thanh? Cô và các em cô hoạt động 2 nhé. Hoạt động 2, thực hành cách làm vật phát ra âm thanh. Các em cùng cô suy nghĩ làm cách nào để phát ra âm thanh từ các vật trong hình nhé. Trong hình này, chúng ta có ống bơ hay còn gọi là cái lon, các viên sỏi và cây thước. Như vậy thì bây giờ các em theo dõi. Cách đầu tiên, cô cho những viên sỏi vào ống bơ, sau đó lắc mạnh. Cách thứ hai, cô gõ hai viên sỏi vào nhau. Và cách thứ ba, cô dùng cây thước gõ mình vào trong ống bơ. Như vậy cả ba cách đó, cô sẽ tạo ra được âm thanh. Và còn rất nhiều cách khác nữa để cho các vật này phát ra âm thanh. Các em hãy suy nghĩ và thử thực hành nhé. Qua phần thực hành trên, theo các em, tại sao vật lại có thể phát ra âm thanh? À, vật có thể phát ra âm thanh khi con người tác động vào chúng. Và vật có thể phát ra âm thanh khi chúng có sự va chạm với nhau. Và để biết nhờ đâu mà vật phát ra âm thanh, chúng ta cùng đến với hoạt động 3 nhé. Hoạt động 3, khi nào vật phát ra âm thanh? Cô mời các em cùng cô theo dõi thí nghiệm sau. Rắc ít giấy vụn lên mặt trống, gõ trống và quan sát mặt trống có rung động không? Bạn thấy có gì khác khi gõ mạnh hơn? Và khi đặt tay lên mặt trống khi gõ. Sau khi thực hành thì kết quả cho biết rằng khi gõ dùi vào mặt trống thì các mẩu giấy vụn bật ra khỏi mặt trống. Điều này chứng tỏ là khi âm thanh phát ra có sự rung động. Và các em biết không, khi chúng ta gõ mạnh hơn
thì các mẩu dây vùn chuyển động mạnh hơn, trống kêu to hơn. Điều đặc biệt, chúng ta có thể thấy khi đặt tay lên mặt trống khi gõ thì mặt trống không rung và trống không kêu nữa. Ngoài cách này, còn nhiều cách khác để cho các em cảm nhận sự rung động khi âm thanh phát ra. Chúng ta hãy cùng thực hiện thí nghiệm 2 nhé! Các em hãy đặt tay vào cổ như hình trên. Khi nói, các em có cảm giác gì? À, bây giờ cùng thực hành với cô nào! À, chúng ta đặt tay vào cổ. Khi nói, chúng ta cảm nhận được sự rung động của dây thanh quản. Như vậy, qua hai thí nghiệm, các em hãy cho cô biết khi phát ra âm thanh thì mặt trống, dây thanh quản có điểm gì chung? À, đó chính là khi phát ra âm thanh thì mặt trống, dây thanh quản đều rung động. Vậy, âm thanh được phát ra từ đâu? À, cô có kết luận sau, âm thanh do các vật rung động phát ra. Và đây cũng là nội dung chính của bài học ngày hôm nay. Các em cần ghi nhớ nhé! Cô mong rằng sau tiết học này, các em sẽ hiểu rõ hơn về âm thanh. Cô chào các em! Hẹn gặp lại các em vào tiết học sau nhé!